Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành review về chiếc Opticon H21 này. Thì đầu tiên về máy thì nó sẽ gồm có ba cái phụ kiện đi, hai phụ kiện đi kèm, đó là về cái bao da ha. Cái bao da này nó sẽ bảo vệ cái máy Opticon, sẽ có những cái viền xung quanh mình bảo vệ, cộng thêm nó có những cái dây đeo này và những cái thắt lưng, đây mình có thể gắn vào thắt lưng. Bên này nó có một cái trường một khoảng nhỏ như vậy để mình nhét cái cây bút vào, cái cây bút vào nó rất là tiện lợi và nó bảo vệ được cái máy tránh khỏi bị va đập. Tiếp theo đó là cái dây sạc là micro USB, đó micro USB đây, thì cái này dùng để sạc và truyền dữ liệu với lại cái máy Opticon H21 này. Thì đó là hai cái phụ kiện chính thường đi kèm với lại máy Opticon H21. Thì bây giờ đây là như một chính của hôm nay, đó là Opticon H21. Thì về hình dáng bên ngoài thì chiếc máy Opticon H21 thì có hình dáng khá là to, theo hình khối hình chữ nhật. Cái khi trọng lượng cầm khá là nặng, nó rơi vào độ khoảng tầm là hơn 300g mọi người, khá là nặng. Thì nhìn thơ ba về cái thiết kế bên ngoài thì sẽ giống với cái điện thoại hồi xưa, nó sẽ có cái bàn phím ở dưới này, cái nút bàn phím ở dưới, ở trên là màn hình. Các bạn sẽ liên tưởng tới những cái chiếc điện thoại của Nokia hồi xưa, những cái điện thoại hiện thoại. Thì ở phía trên này á, mình sẽ đi vào phần phía trên, ở trên này sẽ có một cái nút nguồn màu đỏ, hãng sản xuất đã gắn cái màu đỏ ở đây để mà mọi người chú ý hơn là nút nguồn. Bên cạnh đó là cái mắt đọc, ở mắt đọc này có khả năng đọc là 1D và 2D, và cái tốc độ đọc của nó là lên tới 100 scan trên 1 giây. Rồi bên hai bên hông là các nút phím chức năng, ví dụ như phím tăng giảm volume, ở đây có cái hình đánh dấu ha, tăng giảm volume này, cái nút scan này, cũng như là thêm vào nút reset. Rồi phía dưới bên này là cũng là nút scan. Nút scan nó sẽ nằm hai bên, đa số những cái thiết kế của cái máy mobile nghe bây giờ thì là nút scan sẽ nằm, hai nút scan sẽ nằm rời ở bên ngoài hai bên như vậy, để khi mà quét mình chỉ cần bấm vào. Rồi tiếp tục ở đây có một cái nút là nút camera để mình chụp hình, mình không cần phải thao tác ở trên màn hình, mình sẽ sử dụng phím cứng mình chụp liền luôn, đối với những cái trường hợp mà mình đi giao hàng nè. Thì ở phía dưới nó sẽ có là hai cái cổng, là cổng jack 3.5 để dùng mình cắm tai nghe, và cái cổng tiếp theo đó là cổng USB, micro USB để mình cắm sạc hoặc truyền dữ liệu. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đế, những cái sọc đây này, những cái chân này này, thì dùng để mình kết hợp với những cái đế sạc, khi mình cắm cái đế sạc vào thì máy sẽ đứng lên và nó sẽ tự động nó sạc khi mà tiếp xúc những cái chân ở đây. Thì các cái khe cắm như vậy nè, thì đều Opticon đều thiết kế có một cái nắp đậy lại như vậy, nó sẽ chắc chắn và không bị bụi bẩn bay vào hoặc là bị dính nước. Thì về nhìn chung và hoàn thiện thì mình đánh giá thì cái máy Opticon này có khả năng là chống về tạt nước, khi đi trời mưa thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vào những thiết kế bên trong. Rồi bàn phím thì ở dòng Opticon H21 thì sẽ có hai tùy chọn bàn phím, là bàn phím QWERTY và bàn phím Numeric. Thì đây mình đang cầm ở đây là phiên bản bàn phím QWERTY ha. Sẽ có các phím số như xưa, thì mỗi số như vậy sẽ tương ứng với một vài chữ cái để mình thực hiện mình thao tác, mình nhập chữ. Về màn hình của Opticon H21 có màn hình là 2.8 inch, thì đây là màn hình LCD thôi, nhưng mà đánh giá thì về cái kích thước màn hình này thì nó nhỏ hơn so với các bạn dòng mobile handheld của hãng khác. Và nếu mà về cái màn hình như vậy thì nó chỉ đủ mình vừa thao tác một số cái ứng dụng cơ bản, cũng như là trong cái quá trình mình vận chuyển, mình đi lại, mình đáp ứng được cơ bản, không phải là quá nhiều về cái trải nghiệm khi mà mình sử dụng. Tiếp theo ở mặt lưng thì sẽ có một cái camera là 3.2 megapixel, và cũng có cộng thêm đèn flash. Thì cái camera này nó cũng khá là thấp so với cái dòng mobile heo của Zebra hay là Honeywell. Pin này sẽ là pin rời nha mọi người, để có một cái nắp đậy đây này, mình sẽ có khóa ở dưới chốt đây, thì đây là pin rời. Rồi tiếp theo là mình sẽ có một cái cây bút ở đây nè, cây bút đó, cái cây bút thì để mình trong quá trình mình thao tác ở trên màn hình nó sẽ được thuận tiện hơn. Đây là một cái điểm nó khá là hay so với lại cái dòng của Panini hay hãng khác. Thì cái cây bút này mà dùng mình để ký tên, thông thường các nhân viên thì sẽ sử dụng như là mình đi giao hàng vận chuyển á, bạn sẽ đi giao hàng vận chuyển, khi tới nơi thì sẽ scan mã vạch cũng như là chụp hình cái thùng hàng đó lại và sẽ xin chữ ký của người nhận hàng, sẽ ký tên ở trên này. Thì để thao tác ký nó sẽ dễ dàng hơn so với việc mình ký bằng cái ngón tay như vậy. Nên là đây là một cái thiết kế nó khá là hay. Và cái hồi nãy mình có đó, cái bao da sẽ có trường cái khoảng trống đây để mình nhét cái bút này đó, thuận tiện ha, trong cái quá trình mình lấy ra nhanh hơn. Tại vì khi mà mình đã đưa vào đây thì nó sẽ cái phía góc này nó sẽ che mất.
Rồi về cái thời lượng pin của Oxygen H21 thì nó rơi vào khoảng tầm là hơn 3000 mAh, thì nó cũng đáp ứng khoảng tầm 8 tiếng làm việc đối với lại cái hiệu suất của máy. Thì bây giờ mình sẽ mở máy lên và đi vào sâu vào chi tiết hơn, mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở máy Oxygen H21 này. Ở trên này sẽ có nút nguồn, mình sẽ bấm giữ. Rồi máy đang khởi động lên ha. Nó sẽ có cái biểu tượng là H21 Business Smartphone. Thì về cái hệ điều hành của Oxygen H21 thì đang sử dụng hệ điều hành là Windows Mobile 6.5. Thì đây là một hệ điều hành thì nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà Oxygen vẫn đang theo, tại vì hiện tại ở thị trường Việt Nam á, một số công ty vẫn đang chạy hệ điều hành Windows này trong cái phục vụ trong cái vấn đề về sản xuất hay là vận chuyển của mình. Thì đây đang sẽ hiện lên cái biểu tượng hệ điều hành Windows. Thì máy đang khởi động lên nha mọi người. Bộ nhớ của nó là sử dụng bộ nhớ, có bộ nhớ RAM là 256 MB. Là bộ nhớ trong cũng là 256 MB, thì các bạn có thể nâng cấp lên bằng các thẻ nhớ là microSD. Thì máy đã khởi động lên xong rồi, thì mình sẽ chờ một chút xíu ha. Rồi để thao tác cái thuận tiện thì mình sẽ lấy keyboard ở bên hông lên. Thì đây là sử dụng hệ điều hành Windows nên nó sẽ tương tự như là ở trên máy tính. Mình sẽ vào nút Start. Rồi bây giờ mình sẽ quét thử ha. Nó sẽ có đầy đủ các ứng dụng như là Phone, máy có hỗ trợ về gắn khe SIM nên các bạn có thể là sử dụng 3G để mà mình đi khắp nơi, hoặc là Bluetooth, kết nối Bluetooth, kết nối Wi-Fi, cũng như là dịch vụ định vị là GPS. Có đây. Rồi mình sẽ vào cái Note để mình quét thử. Rồi đây, sau khi quét thì nó sẽ hiện cái thông tin trên màn hình. Thì để mà cần sử dụng được với cái thiết bị Oxygen H21 vậy, thì các bạn cần phải có một cái phần mềm đi kèm và máy có khả năng đọc là quét 2D. Sẽ quét thử một cái mã QR thì sẽ ra cái đường link trang web của mình. Thì đó là mình vừa demo về cái chiếc Oxygen H21. Vừa rồi thì mình đã review cũng như là demo thử cho các bạn xem về cái khả năng đọc của chiếc máy Oxygen H21. Thì về cái ứng dụng của Oxygen H21 hiện tại đang ứng dụng trong khá là nhiều lĩnh vực, trong về bán lẻ, mình có thể là quản lý xuất nhập hàng, bán hàng một cách di động, mình không cần phải là cố định từng trong những cái máy POS. Rồi mình có thể là mình kiểm kê hàng hóa ở trong cửa hàng. Về trong sản xuất thì mình có thể là quản lý xuất nhập tồn cũng như là đi kiểm kê bằng cái chiếc máy này, tại vì nó có khả năng kết nối Wi-Fi cũng như là có thể mình sử dụng SIM để 3G, nó sẽ thuận tiện ở trong cái nhà kho của mình. Ngoài ra thì là Oxygen H21 thì khá phù hợp với lại các cái đơn vị vận chuyển. Mình có thể là mình theo dõi về cái hành trình của nhân viên giao hàng, có thể là mình tracking, mình theo dõi như vậy, và mình sẽ tiến hành là mình ký xác nhận đối với những khách hàng khi mà đã nhận hàng ở trên màn hình như vậy này. Thì Oxygen H21 thì khá là phù hợp với lại những cái đơn vị vận chuyển.